Hello anh em nha. Rồi, ở đây mình gia công test rất ok, cho anh em ít bộ nồi kèm theo tất cả căn hết rồi. Anh em về nhà chỉ cần bánh con tán 39, anh em phục phát ăn ngay. Đấy, anh em là ok, mỗi người khoảng 2-3 bộ vui nha. 7 màu. Bảy màu nha anh em. Nói chung là phải lên 7 màu nha. Chuông vớt, đúng không? Bóng tới mức độ như vậy. Đó. Láng o luôn, 7 màu, bóng trời xanh luôn nha. Đó, về nhà anh em chỉ cần lắp con 8, tháo con 8 39 anh em lắp vào là xong, tất cả lò xo trong này đều căng. Đó, về nhà anh em lắp rồi đi tuấn ba cái phe. Đó, tất cả đều láng o hết. Đó, ok, ốp vào. Chúng ta lượm lúa nha. Đó. Tất tật tật. Đó, anh em về nhà không đụng chạm gì nữa. Cái này anh em chỉ cần giết ga một vòng, anh em quay về bố ăn ba cục đều như nhau. Nói chung là cái bố mà khi chúng ta chạy thì đã căn hết cho anh em rồi. Bố đảm bảo bám hết bố nha. Đó. Bám hết bố cho cả nhà. Cần anh em ra ngoài anh em nẹt một vòng thôi. Đó, chúng ta lắp vào 7 màu, bố nó sẽ ăn đều cho anh em từ góc đầu cho tới góc cuối. Rồi, đồ hở đây nha. Rồi, ba lò xo trong này xử lý nhẹ cho anh em. Ok, chuông 7 màu, láng o. Rồi, anh em đang xem live cho quả xẻ, cảm ơn mọi người. Bắt đầu từ hôm nay thì Tuấn ship hàng trở lại, không để anh em phải chờ đợi quá lâu. Trong vòng vài ngày vừa qua thì nó do công việc, rất mong anh em thông cảm. Rồi, anh em cho quả xẻ. Cảm ơn mọi người. Rồi, anh em về nhà chỉ cần tháo con 8 39 ra, anh em bắn ra cái anh em lắp ba cái phe vào là xong. Giá vẫn thế, sư phụ, ok, giá vẫn thế. Đó, 7 màu. Đó, bỏ trong này thì kít bóng lại cho anh em, nó sợ gió vào anh em phải không? Bữa nay ở đây đang thời tiết đang bị mưa, gió nó vào nó xét cái chuông thì nó xấu. Nó bị xét cái chuông thì nó bị xấu. À. Đó. Rồi sau này mình sẽ quấn bị bóng cho anh em. Tuyệt vời. Rồi, mình sẽ quấn ni lông lại cho anh em nha. Rồi anh em làm lăn tay mỗi người khoảng 2-3 bộ. Em chào anh trai nha. Em chào anh trai. Ừ.
rất là ok. Đó, 10 bộ đi cả chục nha anh em. Đế kèm theo hết cho anh em rồi. Thì sau này những cái đế của anh em thay cho khách thì anh em muốn mình gia công thì anh em lại gửi cả đế vào, cả bố vào, mình lại tẩy rửa gia công cho anh em. Đó. Rồi. Đế lò xo mình căn hết rồi. Anh em chỉ cần phục là anh em lấy tiền thôi. Ok, lấy đức tín. Thấy chưa? Rồi. Đó là nồi. Anh em nào cần nồi trước, nồi sau thì comment cho Thị Toán. Cảm ơn anh em. Rồi, dây điện. Anh em nào cần nghiên cứu giá cực rẻ luôn. Đó, dây điện đời mới. Dây điện này của Lít 2022. Đó, anh em nào mua về nhà chúng ta nghiên cứu. Tuyệt vời. IC, rắc IC, rắc 3 pha. Rồi 3 pha xuống mâm điện. Rắc DC đời mới bây giờ nó nhỏ như thế này. À, 6 pin nhưng chúng ta sử dụng 4 sợi dây. Có thể trong tương lai hãng Honda sẽ làm đủ cho chúng ta 6 sợi dây để kết nối cổng OBD. À, chẳng hạn như thế trong tương lai. Bởi vì người ta làm trước cái rắc này là 6 pin rồi. Thì trong tương lai nhà sản xuất sẽ làm 6 dây. Có vẻ là như thế. Rồi cái này SU 21 pin là 21 chân đây cả nhà. 21 chân. À, một hàng 7, 37, 21. Đó, giá cực rẻ. Anh em nào cần comment. Đó, vi sơn mình ở đây. À, lít mình ở đây có mấy bộ nha anh em. Đó, vi sơn. Về nhà chúng ta nghiên cứu. À, vi sơn này có cả cầu chì nha anh em. Đó, con này có cầu chì thì mình bảo cầu chì. Cái này 2, 5, 9 cầu chì. Những dòng xe đời mới bây giờ anh em thấy không? Những cầu chì này ampe rất nhỏ. Đó. Nên được lắp đặt tất cả cầu chì có 5A thôi. Đó, cầu chì này 30A. Có hai cầu chì 10A. Còn tất cả nó sẽ là 5A. Chẳng hạn như vậy. Rồi bó dây điện này khá là rẻ. Có mấy trăm ngàn à. Mới chưa khui tem luôn. Đấy, vẫn có cầu chì. Đấy, cái nào có cầu chì thì có cầu chì. Ở lít không có cầu chì, không có RLE. Khá là mới. Có mấy trăm ngàn về nhà có thể là nghiên cứu. Thì anh em sẽ không bao giờ gọi là quên. Không thể nào quên được. Nếu anh em có cái bộ này trong tay. Để chúng ta về nhà chúng ta cùng nhau chúng ta học. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Cái này nó chỉ là bộ dây điện A. Còn thiếu bộ B là bộ ở dưới họng ga. Còn cái bộ vi sờn này là full combo. Đấy, thấy nó đầy hơn. Bởi vì dây điện này nó sẽ có trạng thái cho anh em sẽ là hai bộ đúng không ạ? Bộ 1, bộ 2. Thì cái vi sờn này nó liền tù tì luôn. Đây. Đó. Mới len keng cho anh em này. Rắc kim này, kim full. Đó. Rất mới. Đồng Văn Sĩ, chào toàn thể anh em. Đó, có mấy trăm ca. Ăn tiêu cũng hết. Có anh em nào xem đá bóng không? Mình tuyệt đối mình không bao giờ xem đá bóng. Đó. Đây. Và cả nhà lưu ý có rất nhiều anh em ở đây. Cái rắc buôn xăng này nó có 5 lỗ. Và nhưng thật sự chỉ có sử dụng 4 sợi dây. Nên nhiều anh em cứ hay bị chọn ở bên này. Lỗ bên này không sử dụng. Và đơn giản cho anh em ở đây là tổng mát. Cho là gì? Báo xăng. Tín hiệu báo xăng. Lên đồng hồ đấy ạ. 2 dây còn lại. 1 dây 12V. Sau khóa. Một dây nâu sọc đen là IC dập mát cho motor bơm.
Khi chưa nổ máy, bật khóa điện lên cho vòng khoảng 3S. Khi mà khởi động được rồi thì IC sẽ dập mát cố định cho motor bơm. Di Khang Moto xem sư phụ live stream phê hơn. Live stream cái này mai có tiền. Còn xem đá bóng á, thứ nhất là vừa mất mồi nhậu. Cái thứ hai, dùi dùi, lại người ta lại gạ gấm, lại cá độ. Ngày mai lại mất công làm. Đó, xem những cái này. Ok, về nhà cho tắm bụp. Đây. Ok, cho anh em có mấy trăm ngàn này, to chả bá lửa. Đấy, xây... ở cái rắc DLC đây về các anh có thể nghiên cứu. À, cái dây này nó chạy tới bao nhiêu chân IC, cái dây này chạy tới chân bao nhiêu của IC. À, được không? Thôi thì như thế này này, mua bộ dây mình sẽ kèm theo tài liệu cho anh em như thế này này. Rồi, cho nó dễ nha. Đây. Đó, anh em là ok thì chuyến này Tuấn cứ chơi giỡn thì cái gì thì chơi và tặng cái gì thì tặng. Cái này thì photo không đáng bao nhiêu tiền. Đúng không ạ? Tầm khoảng mấy chục ngàn, cái quan trọng là công cán đắn này, ở trong có hết chân. Đó, đi kèm theo cho các bạn bộ dây điện cho nó vui. Được chưa? Đó. Không bao giờ phải sợ. Vision mới. Vision 2021 nè. À, anh em sẽ nhìn cái rắc như cái chân như này đúng không? 39 chân này. Số 1 hồng này, mát này, van kiểm soát khí bay hơi. Chúng ta sẽ lấy bộ dây điện của Vision. Chả như thế. Đây. Đó, chúng ta đi tìm tới cái chân IC. Chân xe nằm khoảng như đâu ạ? Ái già già. Đây. Đó. Về nhà các anh em hãy kéo cái trục nhựa này xuống. Trục cao su. Thì chúng ta sẽ bắt nguồn nhìn chân như thế này. À hồng. À, đây. Đúng chưa? Đó, chúng ta nhìn có thể nhìn cái rắc. Đối diện mặt chúng ta nhìn như thế này cũng được. Nhìn đối giặt miệng này thì chúng ta sẽ đọc từ trái qua phải. Rồi số 2, nâu sọc đen dương CKB. Vậy là cái này nó cấp 12V xuống CKB. Đó. Nào. Rồi số 4. À số 3 bỏ, đúng rồi, nhìn cứ học như vậy cho nó quen mắt. Cứ một ngày chúng ta bỏ ra khoảng 10 phút đọc thuộc 3 cái dây này, màu cái đá 1 2 3 4 để biết. Cứ lần lượt như vậy tự nhiên chúng ta quen mắt. Đúng không? Bỏ ra có mấy trăm nghìn. Rồi số 4, số 5. Xám sọc đen. À cái này mát cho motor bơm. À chúng ta sẽ nhìn cái rắc motor bơm lúc nãy ở đâu rồi. Đây, cái rắc motor bơm. Đây. Rắc motor bơm. À, chân số 5. Đấy, xám xám, nâu nâu. Rồi, nó tương tự. Thì lúc này anh em muốn ok, tay nghề ok, chúng ta lấy cái đồng hồ. Chúng ta đo thông từ đây tới chân số 5. Nếu nó tít là ok, đấy, chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ biết. Sau này chúng ta không thấy nó dập mát cho motor bơm. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái đồng hồ đo một phạt về đây. Nếu nó thông coi như chết mặt IC. Còn không thông nó đang bị đoạn mặt. Chúng ta nên nối lại để lấy tiền. Rồi, tiếp tục. A, à, không thấy số 6. Không thấy số 7. Rồi chúng ta nhìn thấy cái rắc IC. À số 6 bỏ. Số 7 bỏ. Đó, 39 chân nhưng thật sự xài rất ít. Rồi chúng ta sẽ quan tâm tới chân số 8. Hồng săn biển. À hồng săn biển đây. Nếu anh em nào quen được màu dây quá quen thuộc với chúng ta, nó sẽ là tín hiệu sung cho kim phun. Đó tuyệt vời. Rồi số 9 bỏ. 10 bỏ, 11 bỏ, 12 lấy. Ồ, cái dây này lại quá quen thuộc. Săn sọc cam, cái này chắc chắn nó sẽ là mát chung cho cặp biến. Rồi, tiếp tục. Chân 13, bởi vì cái này một rắc có 33, 39 chân. Thì một hàng sẽ là 13. Nhân cho 3 sẽ là 39. Rồi, vàng sọc đen. Vàng sọc đen, à trời ơi, cái xe đời mới này lại nguồn 5V nuôi cho TVS.
nó khác với những đời trước là màu khác. Đợt này nó sẽ là gì? Vàng sọc đen, nguồn 5V nuôi cho TB, là cho cảm biến tay ga. Đấy, một ngày nào đó xuất hiện cái lỗi số 8, chúng ta đo mát, ok rồi, chúng ta kiểm tra cái nguồn 5V không có đo thông mạch TB đâu rồi. Đó. TB bây giờ chúng ta đi lục cái TB, đó, nằm ở đâu đây này, rắc 3 giây đấy. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ đo một cái, rất là ok cho mọi người nằm đây này. Đây rồi, hello mọi người đó, vàng sọc đen rồi, chúng ta quay cái rắc mũ cài lên trên. Vàng sọc đen nó sẽ là 5V IC cấp, xanh sọc cam nó sẽ là mát chung cho cả biến TB. Dây tín hiệu điện áp từ TB là TB gửi về IC, khi tùy theo chúng ta lên giải điện áp. À, lên ga lớn thì điện áp lớn gửi về IC. Đó. Dây máu trắng sọc đỏ thì anh em mấy hồi mà đã giỏi FI chỉ cần mua bó dây. Rồi chúng ta lại di chuyển 13, 14. Vàng sọc cam, đúng rồi, cái này mát van từ cầm chứng nhân. Rồi 14 có, 15 bỏ. Tiếp tục chúng ta lại di chuyển xuống sân số 16. Đấy, anh em chịu khó về nhà bắn ra hoặc là cắt luôn cái trục cao su này. Chân 16, tiếp tục nó lại là đèn sọc vàng. À, đèn báo Eco. Cái đèn báo Sasan Eco khi chúng ta chạy ở giải tốc độ, khi chúng ta lên ga từ từ. À, lên ở trạng thái tới 70 là đèn Eco sáng. Qua ở trạng thái 70 là lúc này đèn Eco sẽ tắt. À, để lúc này chúng ta làm gì? Ở trạng thái mặt làm động xăng, à, không còn trạng thái chạy tiết kiệm Eco. À, tuyệt vời. Rồi, tiếp tục xám sọc đen nó sẽ là đèn báo Alicitop, mát đèn báo FI. À, là cái đèn chất, tín hiệu VS đồng hồ gửi về SM. Tuyệt vời. Đó, anh em nào ok chốt bộ dây điện làm luôn bộ tài liệu cho nó VIP. Trần Quốc Toàn xin chào người ăn chay. Đấy, tất cả mọi thông tin thắc mắc hoặc là tham gia khóa học giảm giá tới gần hết phần trăm thì tất cả quý vị và anh em thợ máy chúng ta vui lòng liên hệ vào Zalo 0909 7 55 93 để chúng ta tham gia khóa học đặc biệt rất thú vị cho khóa học lần này. Zalo nha quý vị. Rồi, Facebook Tuấn Thành Đạt đã ghim cái đường link ở Zalo, anh em vui lòng lưu số điện thoại hoặc truy cập vào Zalo. Cảm ơn. Anh em đừng nhìn thấy quyển tài liệu này, quyển tài liệu này rất ok. Còn tất cả quyển tài liệu của mình tại sao không hướng dẫn tất cả hộp cầu chì? Anh em đừng bao giờ bỏ tiền ra mua những cái tài liệu hiện tại trên Việt Nam bán hướng dẫn cho anh em sử dụng những cầu chì này, bởi vì nó quá lãng phí cho anh em. Nha. Yeah. Quá lãng phí cho anh em hướng dẫn những hộp cầu chì này. Cái tiền đó thì anh em bỏ ra, anh em được sử dụng 2 năm app miễn phí đó. Ở trên đấy tất cái gì cũng có. Đừng bao giờ bỏ tài liệu ra đi mua vài quyển sách hướng dẫn về đọc 3 cái hộp cầu chì này. Trên app chỉ cho anh em rất kỹ những sợi dây. Cái gì cần bỏ tiền ra mua thì mua. Cái gì không cần chúng ta không nên mua, phí tiền, đừng để đồng tiền rơi. Đó. Rồi ok, để tí em sẽ kiểm tra tài khoản và chúng ta sẽ vào trong danh sách để chúng ta chuẩn bị tham gia khóa học nha anh em. Rồi tí nữa em sẽ kiểm tra tài khoản và em sẽ cho mọi người vào trong danh sách để đầu tháng 12 tới đây em sẽ có cái lớp giảm giá cực lớn cho anh em thợ máy trên toàn quốc. À, chúng ta tập trung để đăng ký và chúng ta tập trung để chúng ta chuyển khoản đi ạ, để chúng ta tham gia khóa học này, tuyệt vời luôn. Rồi tất cả các anh em gì hàng hóa gì tất cả chúng ta truy cập 5 bộ nồi, nồi nào anh Đạt ơi, nồi cũ đúng không, nồi loại nồi cũ đúng không anh?
Zalo em nhá anh trai ơi, Zalo em. Rồi dây điện, dây điện. Rồi và thì Tuấn luôn luôn gửi cái lời mời thông báo tới quý vị anh em thợ máy, tất cả cái nồi này anh em vui lòng kiểm tra trước khi gửi, bởi vì tiền ship anh em gửi tới đây khá là mắc, một bộ hơn 10.000. Vừa rồi mình nhận to hàng này, anh em gửi cho mình một bộ hơn 10.000 tiền ship, 30 bộ hơn 400k tiền ship. Rất mong anh em những cái chuông này anh em không gửi mình, những cái chuông này mình bỏ hết. Đó, rất mong anh em thông cảm. Và anh em cứ gửi như vậy, tiền phí ship người ta ăn hết, anh em mình là thiệt. Đây, những cái chuông này mình không thể nào tẩy được, bởi vì anh em bỏ trời mưa, nước mưa vào, dính nước thì nó sét như này, mình thua luôn. Đó, thua. Cháy là cỡ nào mình cũng mua được hết, nhưng thật sự sét như này mình thua hết, lại bỏ khá là nhiều. Đó, bởi vì anh em bỏ ra toàn là cái nơi ngập lụt. Này, chúng ta hãy bỏ vào trong góc nhà, anh em bỏ này toàn là bùn đất. Đó, đây, chuông này, hư hết. Được chưa? Đó, đây, hư hết. Đó, nó quá phí. Rồi, và tuyệt đối cái bố Attila này, anh em cũng không gửi cho mình, về nhà bán về chai chẳng là bao nhiêu cả. Mình không bao giờ lấy những cái bố Attila này, anh em vui lòng kiểm tra trước khi gửi. Giúp mình tí, không có gì cả, chúng ta chết về tiền ship. Bởi vì anh em không có hợp đồng ở trong cái vấn đề phí ship nên giá ship rất cao. Còn mình được hợp đồng theo hàng tháng. Bởi vì mình gửi số hàng lớn thì đương nhiên phí ship nó mới rẻ được anh em ạ. Còn anh em năm thở 10 thì mới ship hàng thì đương nhiên phí ship cực kỳ là chát. Rất mong anh em thông cảm. Đúng không? Bỏ rất nhiều nồi. Đây, nước mưa vào, xét hết. Đây. Đấy, bởi vì các bạn cứ thay chuông, các bạn lại cứ nghĩ là các bạn dục ra trời mưa. Đây. Khá là nhiều. Này, thế này thì làm sao mình gỡ được? Xét hết. Đó. Nào, thì chuông chảo. Đôi khi anh em cũng tưởng làm ăn mình lời lắm, nhiều lúc vỡ mồm. Đó. Này. Gọi từ vỡ mồm luôn. Tối hôm qua hát chay KKK. KKK. Đó, ok. Rồi, dây câu loa ở đây, anh em nào cần thì comment 125, 110 vi sờn đầy đủ cho anh em nhá. Bao anh em hàng một nhá. Anh em về nhà cứ bảo hành với khách hàng là 20.000 km. 20.000 km, anh em ở đây phải ok là cái buli là phải ngon nhá. Buli phải ngon. Buli không bị hư nhá. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng bảo hành cho khách hàng 20.000 km. Nha. Hãy ghi ở đây ngày tháng hôm nay với là ngày bao nhiêu. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 của 2022, à, có thể bảo hành vài tháng. À, ok, được chưa? Rồi đó, máy móc công nghệ. Rồi Smart Tool, ok, anh em nào mua có phần quà lớn gửi tặng tới anh em. Smart Tool, rồi Motocan, Motobox, rồi SC Pro, rồi thiết bị. Anh em nào cần mô hình này, anh em cũng comment luôn, cực kỳ là mới. Đây. Được chưa? Cực kỳ là mới. Tách cái quạt đi một chút. À, khá là mới nha. Rồi, đây. Đó, nếu thật sự cửa hàng nào anh em làm như này, anh em về nhà anh em chỉ cần hàn cái khung sắt nữa, anh em thả nó lên, cực kỳ là chất. Đây. Ok. Tuyệt vời không? Bấm lệnh khởi động đề. Im ru. Đó, bơm xăng đánh lửa. Tóc 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 tóc. Đó, anh em nhìn đây, ok không? Lửa tóc tóc nè. Đó. Rồi, cuộc đời chúng ta phải bỏ tiền ra thì chúng ta mới thành công được. Rồi, xe hiện tại đèn chất không báo lỗi nha. Rồi, tất cả đều hoạt động bình thường, có phun xăng, có đấn lửa, có bơm. Rồi, anh em đánh ban nè. Rồi, một con xe vào ở trạng thái mất hết cả nguồn đồng hồ, mất toàn bộ hệ thống điện. Thì chúng ta không cần phải bấm nút đề làm cái gì cả, bởi vì điện tắp lô đồng hồ mất thì chúng ta phải đi tìm, à, tìm nguyên nhân tại sao. Đầu tiên mất tất cả hệ thống nguồn như thế này thì các anh hãy đi kiểm tra gì, cầu chỉ tẩu 25A. Thì chúng ta chỉ cần dùng cái bóng đèn đơn giản bỏ ra 5.000 bạc
thì chúng ta sẽ kiểm tra ngay cầu chì này 25A. Đó, thì đây sẽ là ba cầu chì trước khóa và đây sẽ là ba cầu chì sau khóa. Thì mô hình này chỉ có 5 cầu chì, ba cầu chì trước khóa luôn luôn nó nằm bên tay trái của chúng ta và hai cầu chì này sau khóa nha. Đó, kiểm tra cầu chì đầu. Ok, thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra con relay lấy tiền. Cực kỳ là đơn giản đúng không ạ? Trong vòng tích tắc. À, chỉ cần các bạn và anh em theo dõi ủng hộ Đình Tuấn thì trong tương lai mọi người FI sẽ là xong hết. Cực kỳ đúng không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi sửa hoặc là đồng thời chúng ta nối tắt relay hay làm cái gì cái một cái là chúng ta sẽ có điện ngay chẳng hạn như thế. Đó. Thì có điện nó lên ngay thì chúng ta sẽ xử. Đó, ok. Rồi, tắt khóa nhịp lên. Đó, lấy tiền. FI không khó, cái quan trọng là chúng ta có chịu khó mò nó hay không, có chịu khó học nó không. Đó. Rồi, tiếp tục bàn thứ hai cực kỳ là hữu ích. Rồi, một ngày nào đó vào, tất cả hệ thống đồng hồ FI đều hoạt động. Mất hết. Khách hàng dẫn bộ vào, bật một cái. Ồ, mất hết. Thì chúng ta sẽ tư vấn, xe anh chị bị này lâu chưa, bảo chị mới vào nhà nghỉ đi ra, thì hiện tượng này sẽ xảy ra. À, thế là chúng ta sẽ là một người thợ, cũng là một người có chuyên môn, vậy chị gái vào nhà nghỉ, nghỉ trưa có làm gì hay không? Thấy chị gái cười mặt đỏ bừng lên, bảo chị mới có hai nháy, à, chị mới được thưởng hai nháy xong, đi ra đồng hồ bị thế này. À, mất đèn y, chúng ta sẽ mất lận khởi động luôn, rõ ràng. Thì lúc này anh em chỉ cần kiểm tra cái nguồn điện 12V sau khóa cấp vào IC có bảo chị gái IC lên đường. Đó, thấy không? Chỉ cần thế thôi, không cần phải mò nhiều. Chỉ cần đo một cái điện 12V sau khóa là cái dây màu đen sọc trắng và trong này có con IC này đảm bảo lên đường 100% luôn. Không có ai cứu được. Đó, thay xe mới. Được chưa? Rồi, mô hình khá là mới. Anh em nào cần comment. À, chúng ta phải bỏ tiền ra thì đương nhiên chúng ta mới có tất cả những cái gì chúng ta cảm thấy yêu mến. Rắc DLC ở đây. Đó, bộ dây điện đằng sau. Và có thể là bộ dây điện này nó hiện ở đằng trước mắt hết cho chúng ta rồi. Trên con xe thì đương nhiên bộ dây điện nó được bó bằng tất cả bằng băng keo. Thì cái này nó hiện thị cho anh em. Ha ha, ECT, cảm biến nhiệt độ, cảm biến nước là mát, tha hồ gọi. Đúng không ạ? Không, ở đây không phải là ai có chuyên môn. ECT cũng được, gọi là cảm biến nhiệt độ là mát cũng được. Đúng không ạ? EOT cũng được, thích gọi cái gì thì gọi, cảm biến nhiệt, cảm biến động cơ, gọi thoải mái. Chỉ cần biết nó làm việc như thế nào. Khi ở nhiệt độ chúng ta tùy theo ở cái vùng, ví dụ như ở Bình Định hiện tại đang mưa, nó đang rơi vào tầm khoảng 25 hoặc là 28 độ. Để như này. Khi động cơ nổ lên, không cho phép vượt quá 125 độ. Vượt quá 125 độ thì lúc này IC sẽ báo lỗi để chúng ta sửa chữa. Lúc này nhiệt độ tăng khá là cao. Một dây này sẽ là dây mát chung từ IC cấp cho tất cả cảm biến. Dây này sẽ là dây tín hiệu gửi về IC. Rồi, có nhiều anh em đi tuyến trên luôn luôn bị thịt về cảm biến VS. VS này đương nhiên sẽ thông một sợi dây trên dòng xe tay ga và chạy xuống suối họng ga và đồng thời sẽ đi leo nằm ở dưới bụng boe lọc gió đi vào ở trong cái lốc động cơ. Thì luôn luôn trong quá trình hoạt động lâu thì ba dây này sẽ đứt một sợi, thì đương nhiên VS đồng hồ sẽ không báo tốc độ. Mà lưu ý làm nghề ở đây và nhiều con IC chết là cái dây này chập vào cái dây 12V. Đó, đây là tín hiệu xung của cảm biến này đưa lên đồng hồ và ECM. Đưa lên ECM để làm gì? Để nhận biết rằng bắn sau của chúng ta còn quay hay không. Quay thì đương nhiên lúc này sẽ là bắn trong lab sẽ quét qua. Để làm gì? Để cho hoạt động Alin Stop. Nhớ. Rồi ba cái này. Rồi. Cảm biến O2 thì tùy theo dòng xe, có dòng xe khoảng 40 độ sẽ hoạt động. Có dòng xe 60 độ mới hoạt động. Thì tùy theo. Nha. Rồi, thì ở đây sẽ là cảm biến gió, cảm biến IAT, có nhiều anh em ở khu vực gọi là cảm biến Boe, thích gọi gì gọi cũng được. Con này biết chừng nào hư, bố nó không bao giờ gọi là hư, bền cực kỳ. Có thể xài hết kiếp con xe, cái cảm biến này chưa chắc đã hư. Bởi vì nó có làm gì đâu mà hư.
nó làm việc ở cái gì cảm thấy quá nhàn nhạt, bởi vì nó bắt ngay ở cái bộ e. Ở trạng thái là gì, là cảm nhiệt độ môi trường. Tại sao nó diu thôi, 30 độ, 40 độ, 50 độ, 60 độ là ở trạng thái là mùa hè, nó mới lên được 60 độ. Có nghĩa là sao, ở cái môi trường khá là nóng và nhờ cái động cơ nó bốc hơi lên, và đồng thời nhờ vào cái nhiệt độ môi trường nó làm việc nhẹ nhàng. Đa số gì, đứt dây nó nằm ở chỗ boe luôn, ở dưới cái họng ga đấy. Đấy, nó cạ vào cái lốc máy, nó đứt dây chất cái lỗi số 9 mà thôi. Chẳng qua hư nhiều nhất là hư cảm biến TBS, là cảm biến tay ga, bởi vì chúng ta cứ lên ga xuống ga. Đơn giản là trong nó chỉ là cái mặt quét, đơn giản là cái con chiếc áp bù linh, cứ xoay lên, xoay nhiều, xoay lên, nó bỏ ở ga cuối thôi. Rồi, cái bộ tìm xe này cũng chẳng có cái gì cả. Chỉ cần cái gì, chỉ cần một cái nguồn 12V trước khóa, sau khóa và dây mát, thì bộ tìm xe này sẽ hoạt động. Còn những dây còn lại là còi kêu và xi nhan trái phải và đèn thôi. Cái quan trọng là cái cục này nó cầm một cái điện dương 12V trực tiếp từ cầu chì, 12V sau khóa và mát, cục này sẽ hoạt động. Rồi, anh em nào cần cái mô hình này thì comment nhá. Comment này khá là thú vị này. Khi nào các bạn giỏi rồi, tất cả những con xe vào, các bạn chỉ cần bật lên, các bạn nhìn thấy cái đồng hồ cái, các bạn xử đúng đít là lấy tiền. Vì nó như thế này là đúng đít là lấy tiền thôi. Một phát một, không cần phát thứ hai. Ok. Tiếp tục. Như thế này, một phát một nữa cũng chẳng hái là lấy tiền, chẳng hạn như thế mọi người đúng không? Nó rất nhiều ban bận. Cắt cắt. Cắt cắt. Ê, ra báo lỗi hả? Chị nhớ. Báo lỗi bao nhiêu? 52 rồi, chắc là CKV. Thì lúc này anh em chúng ta hãy kiểm tra cái gì? Nguồn và vài dây tín hiệu. Inbox Zalo, đóng thùng gửi về tận giường. Đó, rồi, mô hình nhiều quá. Quá nhiều mô hình. Rồi, dây cô loa, anh chị nào cần comment tài liệu làm lợi bình xăng con, dầu láp, ok, vẫn còn khuyến mãi luôn, đúng không? Vẫn còn khuyến mãi, mua một thùng tặng 3 tip. Rồi, dầu láp, vẫn mua một thùng tặng được 3 tip nha anh em. Một thùng tặng được 3 tip. 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 Anh em phải lưu ý điều đó. Bán thế nào gần cháy dầu láp thì thôi. Rồi, cảm ơn người anh em phương xa. Thấy Đình Tuấn cực khổ livestream vào những buổi tối, cảm thấy mệt mỏi, đã tặng cho Đình Tuấn một thùng Chumiu. Người anh em yêu lắm á. Bé giờ, cuộc đời từ lúc mà cha xin mẹ đẻ đến giờ, chưa được cuộc đời nào tặng cho thùng sữa này. Kể cả bản thân luôn, bố mẹ ngày xưa xin Đình Tuấn ra cũng chưa có tiền để mua thùng sữa này cho con uống. Còn khi con đã trưởng thành thì lúc này con không uống sữa nữa, thì lúc này bố mẹ nhường lại cho các cháu, thì lúc này được người anh em gửi gắm một tấm lòng thật sự rất quý báu. TH Chumiu. Đây, chẳng biết là tiếng Anh là gì, cứ đọc Chumiu rồi đã. TH Chumiu. Miễn sao mà kệ, mình không biết là mình chỉ đọc như thế thôi. Chỉ biết là nó là ở nhãn hiệu của nhà TH Chumiu, Chumiu, Chumiu. Rồi, những anh em nào ok cần tài liệu, cần cái bất kỳ một cái gì, cần một cái công nghệ gì thì anh em cứ comment nhá. Comment, comment, đúng không? Cái mô hình anh em nào cần thì comment. Đấy. Tiền nhiều để làm gì đâu. Tiền nhiều để chúng ta mua về, để chúng ta chinh phục phun xăng điện tử, rồi để chúng ta lại kiếm được rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền mọi người ạ. Cái mô hình đấy khá là tuyệt vời. Anh em để trong cửa hàng này, anh em đầu tư, anh em biết set up cửa hàng, thì đương nhiên mô hình này thì chẳng bao giờ bán ve chai được. Khi chúng ta làm chán làm no thì chúng ta thành công. Còn anh em biết làm cái tấm VK, một cái mô hình mà chạy CNC này rơi vào tầm bao nhiêu? Phải 17-18 triệu.
Không tin anh em thử mua một tấm mica đục với giá thành nó khá là chát. Đó, anh em nào cần về xăng cộ thì anh em cứ comment. Nếu ở đâu còn bị xăng thì anh em cứ comment nha. Comment. Đây này, đây. Đó, đây. Xăng. Đó, về nhà làm cái như thế này lấy tiền. Có người hướng dẫn đúng không? Mẹ cuộc đời này làm bình xăng kiếm chục triệu mẹ. Trong tương lai chưa bao giờ hết bình xăng. Cuộc đời này nghĩ kiếm bình xăng khoảng 10 triệu thôi. Khi nào không sống nữa. Nha. Kiếm bình xăng này 10 triệu là vi vu. Đó, kiếm thế thôi, ai cho. Wow. Tự nhiên đâu về nhà lại trọt trọt cái xăng xăng lại ngoài ngoài cái xăng lại có 10 triệu. 10 triệu, 10 triệu để tiếp tục lại đẻ ra phụ tùng, đẻ ra công nghệ. Chúng ta phải tích góp, có cái nhỏ thì chúng ta mới có cái lớn. Chúng ta làm nghề cái gì chúng ta cũng phải kiếm. Phải kiếm bằng triệt để trên con xe này, không rơi vào bất kỳ một người nào khác. Kiếm triệt để trên con xe này, cái gì nó bị thì chúng ta cũng phải kiếm. Bình xăng con, bình xăng chế cơ cũng vậy, luôn luôn chúng ta phải kiếm. Rồi thì hôm nay chương trình này hay hay này, những anh em nào không phải học của Đình Tuấn này, theo anh em một cái bô e bị bịt đầy đất cát và cái bô e không còn lỗ thở, thì anh em phân tích máy chẩn đoán có gì sai lệch về cảm biến map không trên con xe lít. Tất cả những xe trang bị bằng bộ ba chẳng hạn như vậy, khi bộ e của anh em có thể là bịt luôn, map có gì thay đổi không với zin không, trả lời tặng cho bộ tài liệu chân IC chơi nếu anh em nào chưa có đây. Tặng anh em nha. Thôi thì lâu quá rồi. Nguyễn Lưu Bằng inbox Zalo cho em ăn chay. Giờ em phải lên toa đây. Em lên toa cho anh em xong buổi sáng mai, ngày mai em đi bốc số nữa là hoàn toàn trên trong con xe của em xong, hoàn toàn 100%. Sáng mai sẽ đi bốc số và đồng thời lấy biển số đi ép và đồng thời cầm giấy hẹn trong vòng khoảng 5-7 ngày, 10 ngày đi lấy nốt cái cà vẹt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Thì Tuấn xin phép được offline. Tất cả mọi thông tin thắc mắc cái gì thì anh em hãy truy cập vào Zalo 0909 7 55 93. Chúc mọi người hôm nay thứ hai đầu tuần vui vẻ. Bye bye mọi người. Yeah. Rồi, thank you.